Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback quý vị và bạn nhé. Một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được đến cửa hàng đấy ạ. Chiếc xe là chúng tôi vừa về mua về đến đây cái là tôi quay tôi giới thiệu luôn cho quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 số tự động và là cái phiên bản đủ quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký năm 2017 quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này là còn nguyên bản hết nguyên bản từ dàn lốp đến lốp sơ cua cũng vừa mới hạ một lần thôi quý bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe mới chạy được 76 km và là ở cái phiên bản đủ, chủ xe cũng đã lắp thêm lên rất là nhiều đồ và rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 340 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 7% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản nhập khẩu 1.2 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ. Và chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 này quý vị bạn nhé. Với chiếc xe Hyundai Grand i10 2016 đăng ký 2017 này, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh 76 km còn nguyên bản, còn rất đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vừa mới mua về được để trước cửa hàng chúng tôi đây là tôi quay trực tiếp luôn cho quý vị các bạn cùng xem. Chúng tôi chưa có rửa này, cũng chưa có đánh bóng này, chưa có dọn dẹp gì cả. Ngay ngày mai thì tôi sẽ bắt đầu cho đi dọn dẹp, dọn và đánh bóng chiếc xe này lên cho quý vị và bạn đến xem, nó đẹp hơn rất là nhiều nhé. Vừa đi mua về thì thời tiết là hôm nay nó cũng lúc nắng lúc mưa cho nên là bên ngoài nó hơi bẩn một chút, thì chúng tôi chưa kịp rửa để quay quý vị và các bạn, mời quý vị và bạn đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi thì nó đẹp hơn rất là nhiều quý vị và bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Khi quý vị và bạn đang theo dõi video, xin quý vị và bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.